Hôm nay là sinh nhật của Thúy Nga. Trời, Thúy Nga vui quá. Cảm ơn cả nhà đã gửi những lời chúc mừng tặng cho Thúy Nga và những fan thân thương đã có những lời chúc rất là đáng yêu. Và bây giờ thì Thúy Nga sẽ đi ăn cái bánh kem mà fan tặng cho mình. Trời ơi, bánh kem ngon lắm quý vị ơi. Trời ơi, ngon lắm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Trời, vui quá, sinh nhật của mình mà mình tự mình hát, mình chúc mình luôn. Trời, vui quá. Dạ, ăn bánh kem đi. Cả nhà ơi, bánh kem của tôi đâu rồi? Bánh kem đâu rồi? Đâu rồi? Trời! Cái gì vậy mọi người ơi? Cả nhà ơi! Mọi người nghĩ sao vậy trời ơi? Ta nói sinh nhật của em mà một cái bánh kem xinh đẹp thì không nói, mà tất cả hình ảnh của em được đưa vô ngăn đá tủ đông. Trời ơi là trời, hèn gì từ chiều tới giờ con người của tôi cảm giác có một cái cảm giác gọi là lạnh quéo á, lạnh từ trong xương lạnh ra. Hóa ra mọi người đưa linh hồn của tôi đi vô trong này, nằm ở trong cái ngăn đá như vậy mà tủ đông nữa. Trời ơi, bây giờ bánh mà còn cứng mà huống chi mấy cái hình tôi. Trời ơi, mấy cái hình tôi nó quéo. Trời ơi, mấy cha mấy mẹ ơi, mẹ nào bỏ cái bánh kem vô trong này vậy? Thảo Xương, có phải con là thủ phạm đã bỏ cái bánh kem nhét vô trong ngăn đá không? Ác quá Xương ơi, con tính để cô trong tủ đông luôn hả Xương ơi? Trời ơi, Nga ơi, tội nghiệp Thúy Nga quá. Thúy Nga Thái Lan, Thúy Nga Việt Nam, Thúy Nga bà già, Thúy Nga cá tánh gì nó nhét vô tủ lạnh hết trơn là con yêu nghiệp. Trời ơi, cái sinh nhật tưởng vui vẻ cuối cùng lạnh lẽo thấy mờ luôn. Không, làm gì đem ra đi. Không, ta để đó thành tủ đông luôn đi, để đó, để trong có một cái kỷ niệm sinh nhật của Thúy Nga năm nay bị nhét vào ngăn